Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Tổng Bí thư Trọng chịu trách nhiệm gì trong vụ Vạn Thịnh Phát và Trương Mỹ Lan phần 2. Sự vô trách nhiệm và sự cả nể của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với cựu Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải là một trong những lý do khiến bà Trương Mỹ Lan có thể chiếm đoạt được tới 304.000 tỷ đồng, tức là khoảng 12,3 tỷ đô la Mỹ của ngân hàng SCB. Công luận thắc mắc vì sao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lại để cho con voi Vạn Thịnh Phát chui lọt được lỗ kim của cơ quan phòng chống tham nhũng Trung ương, trong khi Tổng Bí thư Trọng thường xuyên khẳng định rằng công cuộc chống tham nhũng không có vùng cấm, không có vùng tránh. Vậy phải chăng sự việc nghiêm trọng xảy ra tập đoàn Vạn Thịnh Phát nằm ở vùng né của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng? Bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Nhiều năm qua, dư luận xã hội cho rằng chỉ khi nào ông Trọng đưa vụ án Trương Mỹ Lan và Vạn Thịnh Phát vào diện theo dõi đặc biệt của Ban phòng chống tham nhũng và tiêu cực Trung ương, thì Lê Thanh Hải và đồng bọn mới trả nợ hết cho dân chúng, nhất là bà con dân oan ở Thủ Thiêm. Nhưng giới chuyên gia cho rằng ông Nguyễn Phú Trọng kỵ giờ nên không dám động đến Lê Thanh Hải. Bằng chứng cụ thể là chiều ngày 19 tháng 3 năm 2020, khi đó Bộ Chính trị họp khóa 12 xem xét kỷ luật đối với ông Lê Thanh Hải và ông Lê Hoàng Quân. Tờ trình của ông Trần Cẩm Tú, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, chỉ đề nghị mức án cao nhất là cách chức Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2010-2015 đối với ông Lê Thanh Hải và ông Lê Hoàng Quân. Được biết, khi Bộ Chính trị thảo luận, tuyệt nhiên không có bất kỳ ủy viên Bộ Chính trị nào đề nghị xử lý ở mức cao hơn. Đa số các ý kiến đều cho rằng mức kỷ luật như thế là quá nặng, nên kỷ luật để răn đe, tránh làm phức tạp tình hình, đừng để thế lực thù địch lợi dụng, tuyên truyền, vân vân. Thậm chí, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội, và ông Võ Văn Thưởng, trưởng ban tuyên giáo Trung ương khi đó, còn cho rằng chỉ nên xử lý kỷ luật ở mức cảnh cáo đối với hai ông này. Lý do được đưa ra là đề nghị Bộ Chính trị cũng cân nhắc cả quá trình công tác, sự cống hiến, đóng góp của ông Lê Thanh Hải đối với Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và ông Lê Thanh Hải. Cuối cùng, thông cáo kỷ luật của Bộ Chính trị cho biết ông Lê Thanh Hải bị cách chức nguyên Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2010-2015, trong khi vẫn cho tiếp tục giữ chức nguyên Ủy viên Bộ Chính trị ở giai đoạn nhiệm kỳ 2006-2010 và 2011-2016. Còn ông Lê Hoàng Quân thì chỉ bị cảnh cáo, vẫn giữ nguyên tất cả mọi chức vụ. Điều kỳ khôi là cả ông Lê Thanh Hải và ông Lê Hoàng Quân đều đã nghỉ hưu từ năm 2016, nghĩa là ông Hải chỉ bị cách một chức vụ mà ông không còn làm nữa. Đây là điều nực cười và chớ trêu trong thể chế của Đảng. Kết luận xử lý kỷ luật của Bộ Chính trị đối với ông Lê Thanh Hải được đánh giá là quá nhẹ so với hàng loạt các tội trạng tày đình mà sâu chúa Lê Thanh Hải đã gây ra, đặc biệt là tội ác với người dân tại Thủ Thiêm bị giải tỏa, mất nhà, mất cửa. Hơn thế nữa, sai phạm của Lê Thanh Hải là rất khủng, tày đình hơn cả Đinh La Thăng nhiều lần. Tại sao Đinh La Thăng phải nhận bản án đến hơn 35 tù, còn Lê Thanh Hải thì chỉ bị cảnh cáo mà thôi? Giới thảo tin tiết lộ, ông Nguyễn Phú Trọng không thể xử mạnh tay hơn với Lê Thanh Hải bởi nhiều lý do, nhưng bản thân ông Trọng cũng có những vết, cũng những nét tương đồng với những sai phạm giống như ông Lê Thanh Hải đã mắc. Hơn thế nữa, ông Lê Thanh Hải đã có 3 khóa là Ủy viên Trung ương Đảng, trong đó có 2 khóa là Ủy viên Bộ Chính trị. Vì vậy, ông Hải nắm tường tận những thâm cung bí sử, đấu đá nội bộ và tranh giành quyền lực trong Đảng. Có tin cho rằng Lê Thanh Hải đã bắn tin cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rằng lòng vả cũng như lòng sung, trước kia anh đã vô trách nhiệm thì bây giờ đừng bắt người khác phải chịu trách nhiệm thay anh. Nhà nước đã thiệt hại tới 3.000 tỷ đồng vì một quyết định của thành phố Hà Nội thời Bí thư Thành ủy Nguyễn Phú Trọng. Giới thạo tin cũng cho rằng Lê Thanh Hải muốn dọa ông Trọng về vụ việc trong thời gian làm Bí thư Thành ủy Hà Nội. Ông Trọng và Chủ tịch Hà Nội Hoàng Văn Nghiên đã làm thất thoát tới 3.000 tỷ đồng của ngân sách khi có những ưu ái cho tập đoàn Simucha của Indonesia. Đổi lại, Bí thư Trọng và Chủ tịch Nghiên mỗi người được lãnh 1 triệu đô la và 2 căn biệt thự khu đô thị Nam Thăng Long thuộc khu vực Hồ Tây. Đây là thông tin mà nội bộ tuồn ra, đúng sai chưa biết. Được biết, ông Trọng đã bán đi 1 căn ở đây, còn lại 1 căn ông Nguyễn Phú Trường, vụ trưởng vụ tổ chức cán bộ của Ban tuyên giáo Trung ương, là con trai Tổng Bí thư Trọng đang ở. Thông tin kể trên hiện còn lưu trên báo Dân trí Online
vào ngày 28 tháng 9 năm 2006 với tiêu đề Nhà nước thiệt hại 3.000 tỷ đồng vì một quyết định của thành phố Hà Nội. Cũng xin nhắc lại, công luận cho rằng nếu như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dũng cảm xử lý kỷ luật, kể cả xử lý hình sự với sâu chúa Lê Thanh Hải, cũng như sớm đưa vụ án Vạn Thịnh Phát và bà Trương Mỹ Lan vào diện án điểm, thì chắc chắn sẽ tránh được thất thoát lớn đến hàng trăm ngàn tỷ như chúng ta đã thấy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin Tổng Bí thư Trọng chịu trách nhiệm gì trong vụ Vạn Thịnh Phát và Trương Mỹ Lan. Vụ Vạn Thịnh Phát, ba lý do vì sao Tô Lâm sẽ không dám làm tới nơi, tới chốn. Vụ án Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB của bà Trương Mỹ Lan là chủ sở hữu, cho đến nay là vụ án được đánh giá là nghiêm trọng nhất về vi phạm các quy định hoạt động của doanh nghiệp cũng như ngân hàng. Với số tiền thiệt hại lên tới hàng trăm ngàn tỷ đồng, số tiền đưa và nhận hối lộ hàng trăm tỷ, đặc biệt với số cá nhân và doanh nghiệp bị hại lên đến hơn 42.000 người trên cả nước. Một phép so sánh dễ thấy, đó là số tiền 304.000 tỷ đồng mà bà Trương Mỹ Lan chiếm đoạt nếu quy ra vàng 24K tương đương với 17 tấn. Để so sánh với dự trữ vàng của Việt Nam Cộng Hòa ngày cuối cùng chỉ có 16 tấn mà Nguyễn Văn Thiệu bị mang tiếng tẩu tán ra nước ngoài vào tháng 4 năm 1975. Vụ Vạn Thịnh Phát, đại gia Nguyễn Cao Chí cũng chiếm đoạt tới 1.000 tỷ của bà Trương Mỹ Lan như thế nào? Hậu quả đặc biệt nghiêm trọng mà bà Trương Mỹ Lan và các đồng phạm liên quan đã gây ra nhiều hệ lụy rất lớn, khó có thể khắc phục. Những vi phạm kể trên của bà Trương Mỹ Lan khó có thể thực hiện được nếu không có sự tiếp tay của các quan chức nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực ngân hàng và việc kiểm tra, kiểm soát. Thậm chí họ còn tiếp tay trong việc bưng bít các sai phạm dẫn đến không ngăn chặn được hành vi phạm tội của tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Nhưng giới quan sát cho rằng Bộ Công an của Bộ trưởng Tô Lâm chắc chắn sẽ không làm tới nơi tới chốn, xử lý nghiêm minh theo pháp luật để mà thu hồi tài sản thất thoát của nhà nước và nhân dân. Nạn nhân của vụ lừa đảo Vạn Thịnh Phát của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB chưa chắc đã nhận được gì. Không chỉ là một nhân vật có tên trong vụ án Vạn Thịnh Phát, đó là đại gia Nguyễn Cao Chí, người chiếm đoạt tới 1.000 tỷ đồng của bà Trương Mỹ Lan. Nhiều người còn nghi ngờ rằng còn nhiều đại gia khác đã mạnh tay chi tiền, như việc làm chủ bữa tiệc thịt bò rát vàng đầy tai tiếng của ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trong chuyến công du Anh Quốc vào ngày 4 tháng 11 năm 2021. Những người này vẫn chưa lộ diện. Trong một clip lan tỏa trên mạng xã hội thời điểm đó đã cho thấy ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã ngoạm một miếng thịt bò bít tết rát vàng siêu đắt ngay tại nhà hàng được đích danh đầu bếp nổi tiếng Quoker dùng kiếm đưa tận mồm. Hình ảnh ông Lê Minh Hưng, Chánh văn phòng Trung ương Đảng, cựu thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Theo tờ báo Tuổi Trẻ vào ngày 18 tháng 11 năm 2023 với tiêu đề Vụ Vạn Thịnh Phát, đại gia Nguyễn Cao Chí chiếm đoạt 1.000 tỷ đồng của bà Trương Mỹ Lan như thế nào thì cho biết như sau. Khi bà Trương Mỹ Lan bị bắt, đại gia Nguyễn Cao Chí là chủ tập đoàn của Capella đã chỉ đạo xóa bỏ quyền sở hữu của bà tại công ty Văn Lan để chiếm đoạt số tiền 40 triệu đô la tương đương 1.000 tỷ đồng. Trong vụ án tập đoàn Vạn Thịnh Phát và bà Trương Mỹ Lan, đại gia Nguyễn Cao Chí là người duy nhất bị cáo buộc phạm tội lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản. Hành vi của ông Chí không phải là đồng phạm với nữ doanh nhân Trương Mỹ Lan thâu tóm tham ô, chiếm đoạt tiền của ngân hàng SCB, và ông Nguyễn Cao Chí đã khắc phục hậu quả, nộp lại số tiền tương đương 1.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, cuối năm 2022 và đầu năm 2023 có đồn đoán cho rằng ông Nguyễn Cao Chí bị bắt cóc, nhưng sau đó là tin khẳng định ông Chí bị cơ quan tình báo Bộ Quốc phòng Tổng cục 2 bí mật mời đi thẩm vấn mà không báo cho gia đình ông này. Việc Tổng cục 2 tình báo Bộ Quốc phòng mời ông Chí đi thẩm vấn không ai biết, nhưng chắc chắn việc cơ quan tình báo Bộ Quốc phòng sẽ làm rõ mối quan hệ giữa đại gia Nguyễn Cao Chí và Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trong bữa tiệc thịt bò rát vàng và có thể là những đại gia khác nữa. Đó là có vấn đề chạy án hay không, hoặc ông Tô Lâm có vai trò tác động hay bảo kê cho hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của bà Trương Mỹ Lan, chắc chắn đã có câu trả lời. Hơn nữa, theo tin hành lang cho biết,
ông Lê Đức Thọ, một cựu lãnh đạo của Ngân hàng Nhà nước, đã từng đặt câu hỏi với Bộ Chính trị và Tổng Bí thư khi so sánh cho rằng tài sản của cá nhân ông Thọ không bằng một góc tài sản của Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, ông Lê Minh Hưng, là con trai ông Lê Minh Hương, Bộ trưởng Bộ Công an trước đây, bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Theo giới thạo tin được biết, ông Lê Minh Hưng có thời gian công tác tại Tổng cục Tình báo Bộ Công an, tức là Tổng cục 5, được cử biệt phái sang vụ quan hệ quốc tế Ngân hàng Nhà nước. Sau đó, Lê Minh Hưng giữ chức Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, hiện là Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Có tin cho rằng, ông Hưng được quy hoạch vào Bộ Chính trị khóa 14, sẽ nắm chức Thường trực Ban Bí thư hoặc Bộ trưởng Bộ Công an sau đại hội lần thứ 14. Cũng phải xin nhắc lại rằng, trước Hội nghị Trung ương 8 vào tháng 10 năm 2023, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ đã bị tố có tổng tài sản gồm tiền trong ngân hàng và cổ phiếu lên tới 4.000 tỷ đồng. Song Lê Đức Thọ nói ông ta không giàu bằng người tiền nhiệm là Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vietinbank giai đoạn 2014-2018, hiện là Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Không biết rồi đây những vị đứng đầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giai đoạn tháng 4 năm 2016 đến tháng 11 năm 2020 mà Thống đốc Ngân hàng Nhà nước là ông Lê Minh Hưng sẽ trả lời như thế nào và chịu trách nhiệm gì trước những hậu quả khủng khiếp do các quan chức ngân hàng nhà nước gây ra như hôm nay. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản bình luận trực tiếp vụ Vạn Thịnh Phát, ba lý do vì sao Tô Lâm sẽ không dám làm tới nơi, tới chốn. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de